Thảo là mới trồng giống dưa này lần đầu hả chị? Dạ, em mới trồng lần đầu. Dạ. Thì dưa này chị biết tên giống dưa gì không? Cái này là mặt kiều mới á. Dạ. Thì xin thưa với chị là hiện nay cái giống dưa này là cái giống dưa tên mặt kiều mới. Thì cái giống dưa này là của nhà sản xuất là Sinta. Nhưng mà sản phẩm này là bán độc quyền cho Tập đoàn Lộc Trời. Thì giống này nó mới ra thị trường được, vụ này là chị trồng vụ đầu tiên. À, em trồng đầu tiên. Dạ. Thì cũng ngay chăng cái dịp này là cũng dính ngay chăng cái mùa mưa bão. Thì chắc xung quanh đây chắc chắc có nó chị trồng nhỉ? Xung quanh đây thì có mình em trồng thôi à. Chị thấy cái đặc điểm của giống này sao chị? Cái này ok lắm. Nó đạt từ cái con cho tới trái luôn á. Đạt là nó lên cỡ 99% luôn. 99. Rồi tỷ lệ mình lấy cây con là mình lấy cao không? Mình lấy cao luôn. Cây con mình cũng lấy cao luôn. Nó uống nó khỏe giai đoạn còn nhỏ luôn. Dạ. Từ nhỏ cho tới nó phát triển tốt lắm. Cái màu sắc trái cũng đẹp hơn nữa, nó tròn trái mà nó đẹp. Cái này nếu mà chưng Tết thì quá ok luôn. Chưng xong rồi cả năm đó là phát tài luôn á. Em cũng mong là công ty sản xuất ra giống này cho thị trường nữa, mà cho tụi em đi làm nó đỡ chi phí á. Dạ. Rồi, cảm ơn chị.